chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thân Anh Chị Channel. Choi Tae Joon là ai mà khiến cho nữ thần Park Shin Hye phải siêu lòng và hẹn hò? Sau khi hẹn hò với Park Shin Hye, không ít khán giả đặt kỳ vọng vào sự phát triển sự nghiệp của nam diễn viên Choi Tae Joon. Là nhân tố thực lực nhưng chật vật mãi chưa nổi, Choi Tae Joon cần người những ai vai diễn ấn tượng như Ta Ho ở Missing Night để bộc lộ khả năng diễn xuất và tỏa sáng. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2018, báo chí Hàn Quốc rầm rộ đưa tin Park Shin Hye và Choi Tae Joon đã hẹn hò gần một năm. Đây là thông tin thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Khi nữ diễn viên Pinocchio khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Được biết, cả hai quen biết trong khi người đẹp là khách mời của The King of Drama, bộ phim chưa có sự tham gia của Choi Tae Joon và phát triển tình cảm. Công ty quản lý của cặp đôi cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin hẹn hò. Dù chưa thực sự có sức ảnh hưởng lớn truyền thông như bạn gái, nam diễn viên sinh năm 1991 này vẫn khá được khán giả yêu mến bởi sự nỗ lực, kiên trì trên con đường diễn xuất. Choi Tae Joon, mỹ nam đi lên từ những vai diễn nhỏ. Choi Tae Joon bước vào con đường diễn xuất với tư cách là một diễn viên nhí bằng vai diễn Cung Ho trong bộ phim Piano năm 2001. Ngay sau đó một năm, anh tiếp tục tham gia đóng vai cậu bé Min Ho Su ở phim Magic Kid Matsuri. 9 năm sau, nam diễn viên sinh năm 1991 này mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai Im Jung trong Padam Padam, The Sudden of Hit and Her Heartbot. Tuy chỉ là vai diễn phụ, Choi Tae Joon vẫn được khán giả yêu thích. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ phát triển sự nghiệp và nhanh chóng được vai diễn chính. Tuy nhiên, 6 năm sau đó, Choi Tae Joon vẫn tiếp tục kiên trì nhận những vai diễn trong hàng loạt bộ phim truyền hình như The King of Dramas, The Great Seer, Only Alive, Adolescence, Medley, Marble Garden, The One Who She Smiled, All About My Mom, The Follow in Prison. Năm 2017, Choi Tae Joon ở Missing Night cũng là một vai diễn của Tae Joon. Đó chỉ là vai diễn phụ, nhưng lại là những nét chấm phá trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên khi lần này anh chọn vai một ác nhân tàn nhẫn có thể loại phim kinh dị và trinh thám. Nếu trong phim trinh thám Missing Night, Tae Joon luôn xuất hiện với bộ dạng nhem nhuốc, khuôn mặt đầy sát khí, mưu mô, thì ở các show truyền hình, nam diễn viên được khán giả yêu thích bởi sự đáng yêu đầy năng lượng của mình. Trong năm 2016, anh tham gia hàng loạt show truyền hình như Happy Together của đài KBS2, Celebrity Bromancer, Catty Rock, Hello Counselor, We Got Married. Đặc biệt, nam diễn viên tham gia Happy Together và Celebrity Bromancer cùng người bạn thân Block Bizico. Những chia sẻ thú vị từ hai anh chàng này khiến người hâm mộ phát cuồng với cặp đôi bạn thân đáng yêu. Bên cạnh đó, Choi Tae Joon nhận được một lượng lớn fan hâm mộ sau We Got Married. Tại đây, cặp đôi Tae Joon, cô vợ A Pink Pommy được khán giả ủng hộ mạnh mẽ.